người dân đi làm về há hứng. Anh và chị đẩy cái xe ba gác chở cái đống đồ ve chai. Sau một ngày làm việc vất vả, đường Trần Xuân Soạn được mệnh danh là con đường sông nước. Đường bộ và đường thủy luôn đó. Xe tay ga này chết máy là ngày mai làm một mớ tiền luôn. Xe tay ga làm nhiều tiền lắm. Đây con hẻm. Vô tới trong luôn. Trời ơi. Đi mua trà sữa về. Chắc nghi về đến nhà còn nước không mà đá hết rồi. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại bãi biển Trần Xuân Soạn trực thuộc phường Tân Thượng Tây của quận 7. Chợ mít từ miền Tây ha. Nhìn khung cảnh. Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì chiều hôm nay mình đang có mặt tại khu vực ngã ba đường Trần Xuân Soạn. Hướng này là chạy ra ngoài đường đại lộ Nguyễn Văn Linh ha các bạn. Khu vực này là trực thuộc phường Tân Thượng Tây của quận 7. Đường Trần Xuân Soạn hướng này là đi về cầu Rạch Ông đi qua quận 8 ha các bạn. Bên phải chúng ta đây là cái con kênh rồi kênh Tẻ. Chạy ra cầu Nguyễn Cừ mình đã quay các bạn xem mà ha. Phía bên đó là trực thuộc quận 4 các bạn. Và trước mặt chúng ta đây là cầu Tân Thượng 2 ha. Cầu này xây dựng sau này cái cầu sắt kế bên chạy song song đó là cầu Tân Thượng 1. Và chiều hôm nay mình có mặt tại đây để quay cái cảnh con đường được mệnh danh là cái con phố ngập lụt nhất ở thành phố. Bởi vì cái khu quận 7 này năm xưa nó là một cái vùng trũng các bạn. Nơi mà tất cả các nguồn nước từ ở thành phố đổ về, đây là hạ lưu ha. Hạ lưu của dòng sông Sài Gòn, hướng đó là chạy ra sông Sài Gòn. Đây, cảnh của người dân phải đi trên con đường Trần Xuân Soạn. Đây, các container từ ở cảng Tân Thuận đi dưới cầu Tân Thuận 1 và 2 để quẹo đi ra đại lộ Nguyễn Văn Linh đó các bạn. Đó. Nước ngập lai láng luôn. Bắt đầu chiều cường lên vào buổi chiều. Và hôm nay cũng là như là gần ngày kết thúc của cái đợt chiều cường lớn nhất trong năm các bạn. Nó nằm rơi vào giữa bắt đầu từ tháng 10, giữa tháng 10. Có khi trễ lắm là gần cuối tháng 10. Đường đi rất là nguy hiểm các bạn. Chạy bởi vì chạy chung với lại xe container ha. Nước thủy triều kết hợp với lại cái ngày hôm nay mưa cũng rất là lớn, cho nên nước lên rất là nhanh các bạn. Chiều cường nó xảy ra vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng, và từ 6 giờ đến 7 giờ tối trong ngày. container đi bò, đi cà nhấp. Nước bắt đầu lên càng ngày càng lẹ. Phía cầu Tân Thận 2 ha, đó là nhánh từ bên quận 4, quận Nhất đi theo đường Nguyễn Tất Thành đó các bạn. Đi qua cầu Khánh Hội là qua bên quận Nhất rồi. Còn hướng này là chạy xuống dưới đường đại lộ Nguyễn Văn Linh. Nếu mà quẹo trái là đi về khu chế xuất Tân Thuận, còn quẹo phải là đi về đại lộ Nguyễn Văn Linh ha các bạn. Cảnh nước bị bõm rồi. Hết đường Trần Xuân Soạn này đi qua dưới cái cầu Tân Thận 1 và 2 này là chúng ta sẽ đi qua nối vô con đường Huỳnh Tấn Phát các bạn. Đây có một số anh em báo chí cảnh ngập nước, chiều cường dâng lên. Phía xa xa đó là sẽ có cái đập các bạn. Một chút mình sẽ chạy đến cái đập đó cho các bạn xem. Đó là một cái dự án rất là lớn của thành phố. Đập gọi là đập ngăn chiều cường. Nó có đến 6 cái đập, là dự án lên đến 10.000 tỷ. Khởi công xây dựng vào năm 2016, phê duyệt năm 2015. 2016 bắt đầu triển khai. Nó nằm ở giáp ranh với các quận như là quận Nhất, nằm ở ngay chỗ kênh Bến Nghé các bạn. Ở đây là cái đập này là đập Tân Thận, nó nằm giao nhau giữa quận 4 với lại quận 7. Thì nó nằm đi qua các quận như là quận Nhất, quận 4, quận 7, quận 8, Bình Chánh và Nhà Bè. Trời ơi, hai đứa nhỏ chạy sung quá. Đây, nước chạy luồn qua cái ống đó. Trời ơi, cá. Trời ơi. Rồi, chúng ta sẽ đi trải nghiệm đường sông Trần Xuân Soạn, đường Trần Xuân Soạn. Sợ đi chết máy quá. Xe cù bắp mà các bạn. Đó, chết máy, tắt máy cái là thôi xong luôn. Bắt đầu là lúc nửa bánh rồi ha, bắt đầu có hiện tượng là dâng cao lên nè các bạn. Đây ha, để số 1 chạy, xe số đi rất là ngon các bạn. Mấy xe tay ga ở đây mà chết máy coi như là thua luôn. Mì bóm. Đầu 6 giờ nước bắt đầu lên rất là lẹ. Sống quen với lũ rồi, quán cơm gà. Giờ này là giờ 5 giờ mấy rồi, giờ người dân cũng bắt đầu tan sở đi làm về. Đây là ngày đầu tuần các bạn, nay thứ hai, chiều thứ hai. Đi chung với container rất là nguy hiểm, thật sự rất là nguy hiểm. Chết máy mà xe container dậm thắng cũng không kịp đâu. Thật sự con đường này đi mà ngập lụt kiểu này. Đó. Tránh xa các container này ra. Để sợ chưa? Nước nó lên thì nó lên rất là lẹ, các bạn rút cũng rất là lẹ. Cảnh người dân đi làm về ha, hướng đó người dân sẽ đi về bên phía quận 8, đi qua cầu Rạch Ông là qua đường Phạm Thế Hiển, đường Trần Xuân Soạn quận 7 kết nối qua cầu Rạch Ông là qua đường Nguyễn Thế Hiển của quận 8. Khúc này là trực thuộc phường Tân Thượng Tây, nó có Tân Thượng Đông nữa. Tân Thượng Đông là bên phía khu chế xuất Tân Thuận các bạn. Cao điểm rồi, bắt đầu nước lên rất là nhanh các bạn, nhanh khủng khiếp luôn nè. Đó, nhà này mực nước tối đa là nhà này là bồi đắp lên. Mình biết rồi, mình vậy mình đâu có bán hả chị? Có bán nhưng mà lúc qua giờ mới bán được. Ừ, đúng rồi, cho nên mình biết giờ cao điểm nó lên đúng không? Dạ. Ngày mai nó còn nữa không? Mai còn không anh? Mai còn chứ hết. Đúng rồi, ngày mai cái giờ cao điểm. Ừ. Còn bây giờ thì ngay giờ cao điểm không bán được. Thì cũng hả? Đó, lúc gần nửa xe rồi. À, em trai đã chết máy rồi. Cảnh người dân đi làm từ khu chế xuất Tân Thuận về ha các bạn. Đó. Đây là cầu Tân Thuận 2, hướng này là từ bên quận 4 qua thôi. Người dân mà từ khu chế xuất Tân Thuận muốn về là phải đi qua cầu Tân Thuận 1 các bạn. Cái cầu Tân Thuận 1 nó bằng cầu vòng bằng sắt năm xưa ha. Ngay góc điểm này là điểm đen nha các bạn. Điểm đen trên con đường Trần Xuân Soạn. Bị bõm rồi, hai xe chết máy luôn. Thấy không? Mình canh thêm mực nước đây nè. Nước bắt đầu mép lên đến bực thềm rồi. Nước lên thì lên rất là nhanh. Trời, tài xế bi hả? Tài xế xe công nghệ hả? Vậy. 68 Bình Thuận. Đó, người dân từ đi làm từ khu chế xuất xuống dưới mép cầu Tân Thượng Tây ha các bạn. Đó, quẹo phải để đi ra đường Huỳnh Tấn Phát, một vòng lên đi lên cây cầu Tân Thượng 1 năm xưa để đi qua bên quận 4 về lại trung tâm bên quận nhất, đi lên đường Nguyễn Tất Thành rồi qua cầu Khánh Hội. Còn ai thuộc địa bàn của quận 8 thì hết đường Trần Xuân Soạn qua cầu Rạch Ông là đến đường Phạm Thế Hiển qua bên quận 8 rồi. Đây là kênh Tẻ các bạn. Kênh Tẻ chạy qua cây cầu Nguyễn Cừ mình đã giới thiệu với các bạn, đó là cây cầu điểm tiếp giáp giữa 4 cái con kênh, đó là con kênh Bến Nghé, kênh Tàu Hũ, kênh này là kênh Tẻ kết nối với lại cái kênh Đôi. Vẫn hoạt động bình thường, nấu rồi mang về một chút, khoảng chừng 7 giờ, hơn 7 giờ các bạn bắt đầu nước nó mới rút. Nó rút thì rút rất là nhanh. Đó. Rồi thùng rác bắt đầu không giữ lại là bắt đầu thôi, giữ lại đi để bị bọm luôn. Rồi chúng ta đi thôi. Xe cùi vậy chứ lầy lội dữ à. Đây cầu Tân Thận 1 ha các bạn. Đây chạy thẳng vô trong này, quay cái đập cho các bạn xem nè. Đây bên trái chúng ta là cái đập ha. Đó, một trong 6 cái đập trong cái dự án gọi là ngăn chiều cường của thành phố, nó bao bọc bởi các dòng sông, sông Sài Gòn, sông Sồi Rạp. Đó, hướng này là từ sông Sài Gòn chảy vô ha các bạn. Đập đó, ngoài đó là sông Sài Gòn. Rồi bên trái chúng ta lại là chợ Tân Thận. Nói rồi bà con nghĩ rồi, thôi khỏi chạy vô tối hù cũng không quay được gì. Dự án này là do cái tập đoàn gọi là Trung Nam Group các bạn, khởi công xây dựng năm 2016, triển khai ở ngay chỗ cái cầu Móng. Cái đập đó là coi như là hoàn thiện xong đến 90 mấy phần trăm rồi. Rồi những cái đập còn lại treo đến 2020 cho đến bây giờ luôn à. Dự án không đâu đến đâu được hết. Cái tập đoàn Trung Nam này cũng dính đến cái vụ thuế, nợ thuế các bạn gần 500 tỷ. Đây ha, chúng ta quẹo phải là sẽ đi qua cây cầu Tân Thuận 1. Khi chưa có làm cái cầu Tân Thuận 2 á, tất cả đi đường Nguyễn Tất Thành, khi xưa nó là đường Trịnh Minh Thế các bạn, thì phải đi qua cái con đường này đau khổ này hết. Rồi đầu đường Huỳnh Tấn Phát các bạn, đây là đầu đường Huỳnh Tấn Phát, nơi đây thuộc phường Tân Thượng Đông à. Sẵn là quay cho các bạn xem từ ngay chỗ cầu Tân Thận nó về khu chế xuất Tân Thận ha, ra đến cái đại lộ Đông Tây, đi ra đến cái đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mình đã quay nguyên cái con đường Nguyễn Văn Linh từ quốc lộ 1A, xa lộ Đại Hàn năm xưa đó, chạy thẳng về đến khu chế xuất Tân Thận ha. Hướng này chúng ta bắt đầu chạy ra khu chế xuất Tân Thận đây các bạn. Ngay đây cũng là điểm đen kẹt xe, bởi vì chỗ cảng Tân Thận, chỗ mà container ra vô rất là nhiều. Đây là ổ gà ổ voi nè, con đường ổ gà ổ voi rất là nhiều, container đi vô trong đó là nát bét cái con đường Huỳnh Tấn Phát. Đây ha các bạn, chúng ta ra đến ngay chỗ cổng trước của khu chế xuất Tân Thuận. Quẹo phải này là đi đường đại lộ Nguyễn Văn Linh ha. Hướng này là chúng ta cứ đi thẳng về là đến khu Phú Mỹ Hưng, đi về đến quốc lộ 1A, ngay cầu vượt Bình Thuận, đi về miền Tây. Mình đi từ 1A đó về đến đây ha. Mình kết thúc video của đại lộ Nguyễn Văn Linh, đứng bên đó ha các bạn. Đó, trước mặt chúng ta mình đây là khu chế xuất Tân Thuận. Rồi chúng ta đi quanh lại cái điểm ngập hồi nãy các bạn. Đây chúng ta ra lại cái góc ngã ba nãy. Đứng đây là đường Trần Xuân Soạn. Rồi lầy lội luôn. Để số 1 chạy liên tục các bạn. Ngã ra về là bắt đầu cái bô nó hút nước á. Xe nào mà bô thấp thấp là dễ bị dính lắm. Đây, khung cảnh bì bọm nước. Hôm nay xe lúc gần nửa bánh, hơn nửa bánh luôn. Xe hơi chạy ngang là bắt đầu nước đánh giống như sóng biển vậy. Nó cảnh che chắn lại. Một cái tiệm hiệu thuốc. Con cảnh bà chị đẩy cái xe ba gác chở cái đống đồ ve chai sau một ngày làm việc vất vả. Đúng là cao điểm luôn đó nha các bạn. 6 giờ đến 6 giờ rưỡi. Rồi chết máy à. Rồi đánh vô giống như sóng. Dạt vào, dạt vào. Nước nó lên là do ở dưới cái bờ đê á, hàng rào bên đó đó các bạn. Ở dưới nó sẽ là một cái cống ha. Cái cống đường dẫn từ nhà dân đổ ra ngoài đó. Giờ nó chạy nó ào giật ngược trở vô lại. Đường Trần Xuân Soạn hướng này đi về Rạch Ông, đi về quận 8. Cái này là trực thuộc phường Tân Thượng Tây, quận 7. Năm xưa nó là cái vùng trũng mà Nhà Bè được tách ra làm thành quận 7 với huyện Nhà Bè. Đường Trần Xuân Soạn được mệnh danh là con đường sông nước. Đường bộ và đường thủy luôn đó. Tập vô cho ăn. xe tay ga, nước mà vô cái bố nồi nó hú kinh hồn luôn. Chết rồi, xe tay ga chết máy nè. Xe tay ga này chết máy là ngày mai làm một mớ tiền luôn. Xe tay ga làm nhiều tiền lắm. Xe số đi đường này được. Lọ nước. Đây con hẻm. Vô tới trong luôn. Đây, nhà này vẫn còn ngon lành nữa, buôn bán trái cây. Góc ngã ba này là đường Tân Mỹ, các bạn quẹo đường Tân Mỹ này là đi về đường Nguyễn Thị Tập, đi về chợ Tân Mỹ đó. Đó, sóng nước đánh vô. Đó, sóng nước đánh vô bắt đầu nó mới qua nổi cái mức đó. Nước tràn dân, nước tràn dân. Cứ đến đầu tháng 10 là cái triều cường tại cái vùng hạ lưu ngay khu vực quận 7 này là bị các bạn. Và điểm đen nhất là trên đường Trần Xuân Soạn này ha. Bởi vì khi xưa đây là cái vùng trũng. Nước sẽ hội tụ tất cả từ thành phố trở về để ra sông Sài Gòn, rồi ra đến cửa sông, rồi ra cửa biển. Xe chết máy, xe Novo đó là bó tay luôn. Dự án của cái đập Tân Thận, một trong 6 cái đập ngăn triều cường của thành phố, đúng ra là xây năm 2016 đến năm 2018 là dự kiến hoàn thành. Rồi đến năm 2020 coi như là bỏ không luôn các bạn. Tập đoàn Trung Nam là vướng số vướng mắc gì đó. nửa bánh xe. Trời ơi, rớt đầu ngày. Rớt cái bịch đó xuống, mắm muối tương đường gì. Rồi có cái bình ống nước, bình đun nước các bạn. Rớt cái bình đun nước xuống bỏ luôn. Đi những con đường mà ngập lụt này là phải quen thuộc, không là dễ rớt sập hầm. Ở giữa thì có ổ gà, ổ voi, ở trong thì lề đường sụt lún đủ thứ kiểu hết. Tình trạng bắt đầu hư xe rất là nhiều. Xe giao hàng trễ nãy hay không, ngay đó có cái hầm hay không, đó ngay chỗ đó có cái hố nó sâu. Tắt máy chỉ cần nhả ra là cái bô nước nó hút lại đi thẳng vô đầu lòng luôn, là coi như là ngày mai ra tiệm sửa xe là tốn mấy triệu bạc. Ở đây các bạn nhìn cảnh cụ già ngồi trên hai người con, hai vợ chồng chở bà cụ. Phải vật vã qua cái con đường. Nhìn khung cảnh. Tắt máy chết máy quá trời. Vẫn còn chạy được, vẫn còn chạy được. Con đường thành sông, con đường thành sông đó thấy chưa, không phải muốn đi bừa là đi đâu. Chết máy, chết máy. thê thảm. Đứng đây giống như là đứng ở bãi biển Vũng Tàu. Mua trà sữa về chắc Nghi về đến nhà còn nước không mà đá hết rồi. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại bãi biển Trần Xuân Soạn trực thuộc phường Tân Thượng Tây của quận 7. Sống hôm nay còn tùy thuộc vào lượng xe. Thật là kinh khủng. Chết máy nữa. Đó, một chú công an. Đó, công an cũng phải trễ giờ làm. Xe ráp, xe chở hàng, giao nhận, tất cả đều trễ nải hết. Đây một chiếc xe cùi, thấy chưa, chết máy. Chợ mít từ miền Tây ha, miền Tây đưa lên các tàu ghé cái kênh Tẻ này, trên bến dưới thuyền mà các bạn. Rồi ha, bắt đầu nước bắt đầu nó cũng rút đó các bạn. Giờ này là mấy giờ để coi mấy giờ, gần 7 giờ các bạn, gần 7 giờ nước lên 6 giờ, khoảng đến 7 giờ là bắt đầu nó có hiện tượng rút xuống. 5 giờ năm mấy 6 giờ là lên đúng một tiếng đồng hồ, có hiện tượng rút xuống. Rồi ha, chiều nay mình cũng đi cập nhật cái tình hình về cái cuộc sống đảo lộn của người dân tại khu vực phường Tân Thượng Tây của quận 7 trên con đường Trần Xuân Soạn. Cứ mỗi hàng năm vào tháng 10 là cái lượng triều cường kết hợp với cái mùa mưa các bạn. Tạo nên khung cảnh ngập lụt trên con đường Trần Xuân Soạn ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.